cắn xé. Thế vậy chứ không có bà con gì với nhau hết trơn á. Giờ ghét à. Nghĩa chịu không nổi luôn. Nữa. Tránh nha. Nằm ngồi, nằm ngồi. Con sâu. Sâu lông. Sâu lông. Tránh nằm mây. Nè. Như sâu lông. Để nữa. Chỉ chịu không nổi luôn kìa mình. Mình. Anh này quăng kìa, quăng quăng dữ kìa. Ghĩa. Nó ghĩa nha, nó ghĩa, nó nằm nó ghĩa hoài mấy tiếng đồng hồ, ghĩa nhỏ ướt nhẹp hết trơn. Gì vậy? Cho. Thì ghĩa nó đi. Đi kìa. Mày đi ra đâu. Nó bù lên mình. Nghe mày. Mày nữa. Leo đâu vậy trời? Giống không? Nhìn hai giống không? Giống mẹ con. Thực tình. Mặt ngáo. Mặt ngáo nè. Mặt này trắng trắng vậy đó. Đâu rồi? Nè, chơi với nó đi. Bỏ đi đâu? Dạ dạ dạ. Đau. Đói bụng cái gì vậy? Chợt trắng như xù xù xem chợt trắng như xù nữa chạy về chạy về ghĩa nhỏ chạy luôn mà ghĩa hoài cũng giỡn giỡn trên tay vậy đó. Trời. Làm gì chơi kìa chơi với đừng cắn. Nhảy ra mình cái chết bà đi chưa vừa bú thép nè để người ta gọi là bú thép nè không cho bú ghĩa nữa bà con nhầm họ gì đâu cứu nhớ gì xù nó ngộ thiệt luôn ấy con này không biết là thở như con bò vậy mày nhảy lùng mà lối lùng búng à đi đi ui con mi này em lùng nữa này ghế nè hoài ghế hoài đi trốn cháu mày chạy vậy. Vừa mày chưa cắn chạy nha con gì xù hả như điên gì xù chịu hết nổi nó cũng đâu có vừa nó cắn lại người ta nó có đâu có vừa đâu có hiền nè nè đâu có hiền chạy nó làm gì con chạy nhảy lên nhảy lên nó hiểu hoài trốn mày xù trốn mày đôi dây gấu đi thôi trời ơi chào con này